Rồi chào mọi người nha. Đây là đóng hàng để gửi cho các bạn đặt này. Đây là những cây dâu tây giống Nhật nhé. Đấy. Quá to và quá đẹp rồi. Rồi bây giờ chúng ta viết mấy cái đơn hàng này. Rồi quay đi. Đây vậy? Ừ. Lại đây, quay vào đây nhé. Rồi. Còn mấy đơn nữa. Viết 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 vào rồi gửi luôn này. Rồi, sắp mưa rồi. Đắk Lắk này. Cây Nhật một người này. Quay quay khi nào hết? Tôi chụp được họ vậy. Biên Hòa, Đồng Nai này. Tiếp. Điệp. Thành phố Huế này. Ui à. Khoan. Kia đã vào một nhà ghép đôi mình một nỗi vui.
lại mưa nữa again, chuẩn bị mưa rồi. Hãy nhìn lại chút nha, dừng lại chút để lấy đồ vào. Ok, tiếp. Rồi, đóng. Năm mươi cây dâu nhật cho một bạn ở huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. 50 cây dâu nhật rồi nhé, dâu nhật này đẹp vi vu luôn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bảy, năm, mười sáu, bảy, bảy, bốn, chín. Đóng vào cái thùng này được không? 6 x 8 bao nhiêu? 6 x 8 bằng mấy? Cô Hằng chưa cho học. Cô Hằng chưa cho học ấy. Chưa học à? 6, 8, 48. 5, 4, 7. 6, 8, 8. 6, 9, 10, 11, 6. 6, 8, 8, 7. Mày đẹp bằng 54 ta. Ui xô, đẹp không? Cây cao thôi rồi luôn. Gần một gang luôn, gần 20cm luôn. Quá tuyệt vời đúng không? Cây này mà không đẹp nữa thì thôi ấy, không biết cây dâu nào đẹp nữa luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, ok, 48 cây này. Quá đẹp luôn, vào thùng này quá đẹp luôn. Hai cây nữa này, 50 này, vừa đẹp luôn nhá. Chèn mấy cái xốp vô cho nó chắc. Ui. À, thật ư, với lại cái này ướt rồi đó. Rồi, ok, đẹp rồi. Thật ư? Dán lại nữa là ok thôi. Mưa quá. Nay vẫn còn mưa. Chết mưa mà. Một út hết cái thoại. Sao? Sao?
đây này. Một thùng. Tiếp tục là sẽ đến với lại đơn của một bạn ở tỉnh gì? Biên Hòa. 15 cây niêu, 15 cây nhật. 15 cây niêu hả? 15 cây nhật. Đây là cây niêu này. Cây niêu là có 15 cái. 2, 4, 6, 12, 14, 15, 8, 2, 16. Mà mấy phút giờ mười sáu cây niêu sáu chín cái này nó xấu quá. Bỏ đi. Cũng mệt thật á, anh ngồi xuống này. Đây, anh tập 13. Đây và còn rất nhiều cái đơn hàng khác. Tại đây là những cây giống còn lại này. 13 phút rồi. Đấy. 13 phút. Giờ tôi sẽ đóng tiếp tục những cái đơn hàng còn lại cho những cái bạn đã đặt. Rồi xin chào hẹn gặp mọi người nhé. Mọi người mà cần mua cây giống dâu tây nhật và niu cấy mô thì mọi người hãy liên hệ với lại anh Hoàng qua số điện thoại là 0977237096 và đó cũng là Zalo luôn. Hoặc là các bạn có thể liên hệ với lại trang fanpage trên dâu tây sạch anh Hoàng ở trên Facebook. Hoặc là các bạn có thể là điện thoại trực tiếp qua số điện thoại tôi vừa nêu để có được những cái cây giống dâu tây là tốt nhất. Đây. Cấy mô nhật và cấy mô niu đều hết sức là gọi là đẹp luôn. Đây. Hiện tại là cấy mô nhật và cấy mô niu là anh Hoàng đều xuất với giá là 12k một cây nhé các bạn nhé. Tùy vào thời điểm thôi, có thời điểm này thì là 12k, có thời điểm là nó sẽ là 10k và tùy thời điểm. Nhưng thời điểm hiện tại là niu và nhật cấy mô đều là 12k nhé các bạn nhé. Đó. Rất là đẹp. Rồi xin chào mọi người nhé.